Hôm nay đám giỗ bác nhá, hôm nay mời bác về Thụ Lộc nhá. Đây, đấy, rượu uống tẹt ga này, cà phê thuốc lá này, thoải mái luôn. Đây sông Sinh nhá. Đấy. Cái này là Nốt. cái gì? Chị em nó cái hiệu nó gì? Là nốt thì phải là lá Về trúc hướng nhỏ. Bắc. Ừ, cái này là hướng Nam. Nam, đây là Tây, đây là Đông. Thế như này thì là bao nhiêu tây thế nào? Đây là 92 Đông, 92 độ Đông. Thế là nó sẽ là Đông ý chú họ hỏi là Đông Nam hay là Không. Đông Cái Bắc? số này ở đây là 92 độ Đông. Cháu không hiểu rồi. Hướng này là hướng Tây Nam. Tây Nam là hướng Nam của Bắc.